cách mà nghệ nhân tạo ra con hổ ngàn đô như thế nào. Mà để lấy được cái đồng tiền này thì mấy bạn coi hết video đi để coi nó dễ ăn hay không nha. Bước này thì con hổ được tạo hình bằng sáp tay là sáp cứng á mọi người, rồi gọt ra cái hình con hổ rồi mới đi đúc. Nói chung thì giải thích như vậy thôi chứ nói nhiều nữa nhức đầu dữ lắm, đừng nghe. Tiếp theo thì những cái đường nét trên của mình con hổ sẽ được gọt bằng tay nha mọi người. Mấy cái hàng như vậy nè mọi người là mấy người thợ phải cao tay, có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, rồi phải ở không nữa chứ gặp tôi đi nhậu là làm cả năm mới có xong. Mọi người thấy không? Cắt gọt từng cái đường nét cho nó gọn gàng, cho nó lên cái dân cái sọc trên cái mình con cọp. Kiểu như là phải rõ nét từng cái cọng lông đó, rồi dòm đi ngó lại 7-7-49 lần. Thí dụ như tạo hình xong đem đi khoe xui xui gặp mấy ông cậu nội nó trời trời làm con cọp cái mặt như con chó vậy ông nội, rồi buồn quá về nấu làm lại luôn. Bao nhiêu công sức nấu lại mọi người, giờ mọi người thấy tiếc không? Nhưng mà không phải vậy, làm phải đạt 100% mới giao người ta được. Bởi vậy mấy cái hàng này công cao là vậy đó, phải làm 7 lần 7-49 lần, nhiều khi cũng chưa được. Bởi có nhiều người người ta không hiểu, người ta hỏi sao công cao công thấp này kia nọ, làm đi rồi biết. Sau thời gian 7 lần 7-49 lần thì bây giờ con cọp nó cũng sẽ giống con cọp, thì chúng ta bắt đầu trang trí cho nó. Cái khâu này nó cũng không kém phần tỉ mỉ bằng cái khâu làm con cọp lúc đầu. Nói chung ra làm hình thú là nó khó khủng khiếp nhất trong cái nghề luôn á mọi người. Đầu tiên là phải giống, mà cái giống nó không quan trọng bằng là con thú nhìn cái mặt nó có hồn. Thí dụ như làm con cọp nhìn cái mặt nó phải là cái nét là oai nghiêm dũng mãnh, nhìn phải sợ liền. Chứ mà làm con cọp nhìn cái mặt như con chồn lùi rồi ai mà lấy. Kể mọi người chứ tôi có mấy ông anh vẽ 3D mắc cười lắm, vẽ cái hình con mèo Kitty cho con nít nó đeo á, mà ta nó đúc ra rồi hán trời ơi, con mèo Kitty nó như con quỷ gì đó, bán cho con nít nó khóc quá trời khóc luôn. Làm ra nó không có duyên dùng gì, chứ nhìn con mèo Kitty nhìn cái mặt nó sẽ ghê dữ lắm. Tôi còn sợ, đừng nói gì con nít. Làm đồ xấu mà có duyên như anh Cường thì còn bán được, làm đồ xấu mà vô duyên thì giao ai lấy. Bởi vậy mọi người coi cái video nãy giờ mình đố mọi người là con cọp này là tiền công bao nhiêu nè, rồi con cọp này làm trong bao nhiêu ngày hoàn thành. Ai mà đoán đúng bình luận vô một cái đi, tôi tặng cho một bộ nước rửa nữ trang hiệu quần què về xài.